Dũng Audi chỗ ô tô số 1 Hải Dương xin được kính chào toàn thể quý bà con. Ngày hôm nay em lại lên sóng cho các bác một mẫu SUV gầm cao, 5 chỗ ngồi, siêu hiện đại. Một chiếc xe form dáng đẹp, công nghệ nhiều mà trong khi đó giá thành thì cực kỳ là rẻ so với những gì chiếc xe này mang lại cho anh em. Động cơ và khung gầm của em này thì là của Mitsubishi Nhật Bản nên nó cực kỳ chất lượng. Xe đẹp không lỗ nhỏ, máy số cột kèo keo chỉ nguyên zin. Và em xin giới thiệu cho các bác, đây chính là một chiếc Zoti Z8 sản xuất vào năm 2018, số tự động với dung tích động cơ 2.0 turbo tăng áp. Với động cơ turbo nó chạy khỏe khoắn hơn, mạnh mẽ hơn so với động cơ thường. Động cơ chạy ổn định hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn so với một chiếc động cơ thường nha. Xe thì siêu đẹp rồi, siêu nét, nét căng luôn. Hơn nữa thì máy của em này là máy Nhật nên là nó cũng rất là bền. Công nghệ bên ngoài giới thiệu qua một chút cho các bác, bao gồm là camera 360. Đây, camera 360. Một chiếc ở đằng trước này, hai chiếc trên hai tay gương và một chiếc camera lùi đằng sau nữa. Ở đằng trước em này cũng trang bị là bốn cảm biến trước, bốn cảm biến cảnh báo va chạm ở phía trước này. Xi nhan trên gương bằng giả đèn led và đèn thì là cụm đèn pha là cụm đèn bi led nha, với bốn đèn bi. La răng đúc bốn phanh ABS, la răng đúc còn rất là sáng đẹp. Xe thì cam kết với anh chị em là không đâm sâu va chạm hay tai nạn gặp nước. Anh em có thể về địa chỉ cửa hàng lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị phía Tây Nam Cường, phường Cứu Minh, thành phố Hải Dương để test chạy thoải mái nhá. Hoặc là các bác có thể liên hệ về số hotline 0855 966 966 để được tư vấn chi tiết. Chiếc này của em thì cũng có hỗ trợ trả góp nhá, có hỗ trợ trả góp nên anh em nào mà quan tâm muốn mua chiếc xe này theo hình thức trả góp thì cứ liên hệ về. Con này thì em bán có hơn 300 triệu thôi nhá, hơn 300 triệu. Nhưng chất lượng của xe thì cam kết đảm bảo là không một lỗ nhỏ rồi, không một lỗ nhỏ luôn. Giá thành thì rẻ, được một chiếc xe form dáng đẹp, đẹp căng luôn, sang chảnh tiện nghi và hiện đại. Ngoài ra ở bên ngoài thì em này còn được trang bị cả cửa hít và bậc lên xuống của nó là auto nhá, cửa hít luôn, có cửa hít bậc lên xuống auto đầy đủ. Nội thất bên trong ghế da zin, nội thất bên trong rất là sáng đẹp, ghế da vẫn còn nguyên zin nguyên bản. Rồi hôm trước thì em có lên sóng cho các bác về chiếc màu đen rồi. Hôm nay lên sóng cho các bác và chiếc màu trắng để cho chúng ta lựa chọn với hai cái tông màu khác nhau. Cửa gió điều hòa phía sau đây các bác nhá, cửa gió điều hòa phía sau đây. Em này trang bị hai vùng điều hòa độc lập, có chiếc cửa sổ trời toàn cảnh panorama này. Đây, cửa sổ trời toàn cảnh panorama, trang bị đầy đủ an toàn. Tiếp theo nữa thì em này được trang bị ghế điện hai bên. Đây, bên phụ có ghế điện đấy các bác này. Đấy, những cái da ghế nó còn rất là mới và rất là đẹp nhá. Những cái da ghế nó còn rất là mới và rất là đẹp. Táp lì táp lô cũng đẹp căng đây. Đó, táp lì táp lô cũng rất là mới. Những đường keo đường chỉ của em này vẫn còn nguyên. Lát nữa thì em sẽ giới thiệu thêm cho chúng ta về cái mặt công nghệ của em này. Rất là rẻ, hơn 300 triệu mà chiếc xe nó đẹp, đẹp tuyệt vời như thế này, công nghệ cũng nhiều nữa. Anh em mà đi chơi đi sự kiện với chiếc xe này nhìn cũng cực kỳ là nổi bật luôn. Rất là nổi bật. Đấy, thanh răng cửa nhá. Là thứ này, thành rằng này còn vít khóa cửa nó còn mới kinh con. Xe chạy cực ít nhá, xe chạy rất là ít. Chung là hàng chất lượng luôn rồi. Đấy, các bác thấy cửa hít chưa? Nó đóng rất là nhẹ, chỉ cần đóng nhẹ thôi được. Lên đây thì táp ly bốn cái như nhau nhá. Lên đây thì cũng tương tự thôi. Hệ thống gương kính chỉ điện cục điện này, gương phần chỉ này. Đấy, chỉ cảnh các thứ này, gương kính chỉ điện cục điện, những cái phần chỉ cánh rất là đẹp. Hệ thống loa, âm thanh giải trí này, rồi răng cửa này. Đấy, ốc màu đây nhá, răng cửa các thứ ốc màu đây. Thấy chưa, gì nét luôn. Đấy, đó, bu lông bản lề trên cũng như là bu lông bản lề dưới. Khi mà chúng ta nhìn về đằng trước này, đấy, con xe nó rất là đẹp nhá. Tiếp theo về những cái công nghệ nữa để các bác nhìn này. Ở đây chúng ta có Cruise Control đi ga tự động này. Cruise Control đi ga tự động có luôn nhá. Đấy, có luôn Cruise Control đi ga tự động và gảy số thể thao sau vô lăng, lại có gảy số thể thao sau vô lăng nhé. Vô lăng thiết kế 3 chấu theo phong cách thể thao. Và ở bên trong chiếc xe này thì nó được thiết kế, như em đã nói rồi, đồng này thì nó thiết kế tích hợp rất là nhiều những cái đường nét của nhiều dòng xe sang, từ những cái vô lăng rồi cái bảng điều khiển ở dưới này. Đây, bảng điều khiển dưới này. Cần số thì là cần số điện tử hay còn gọi là cần số thụ thò đây. Có cần số thụ thò, cần số điện tử luôn. Hỗ trợ đổ đèo, cân bằng điện tử,
chức năng cam 360, màn hình giải trí cỡ lớn, cam hành trình có đầy đủ rồi, zin đét nhá, hệ thống an toàn đầy đủ, cân bằng điện tử rồi, hệ thống tu khí an toàn là có đầy đủ hết, trang bị hết trên xe, được chưa? Và ngoài ra thì cái màn hình giải trí kia chúng ta còn sử dụng rất là nhiều chức năng trên đấy nữa. Ngoài nghe nhạc giải trí nhá, chúng ta có thể điều khiển cái điều hòa auto của nó, điều hòa auto của nó trên cái màn hình giải trí luôn. Đấy, vân vân. Nói chung là khi mà chúng ta về trải nghiệm thì em sẽ giới thiệu thêm những cái công dụng nữa của trang thiết bị của cái dòng xe này. Rồi đây là về trang thiết bị công nghệ này, rồi về phần form dáng bên lái này. Bây giờ thì em sẽ đi ra đằng sau này, giới thiệu thêm cho các bác. Ở đây thì phần cốp nhá, cốp điện luôn nhá. Em không cầm chìa khóa nhưng tiện đây thì em mở bằng tay được. Các bác bật chìa khóa thì nó vẫn lên thôi. Đấy. Cốp điện, cốp auto, tự động mở, tự động đóng. Thì ở đây các bác nhìn những phần nhựa này, những phần ốp nhựa, phần nỉ này. Đấy. Nó còn rất mới nhá, xe phục vụ gia đình thôi. Đường chỉ trong này. Cho đến những cái đường chỉ trong này. Form dáng thì nó không có hiện tượng là lệch lạc về form hay lệch về dáng nhé. Không có hiện tượng là lệch lạc về form, lệch lạc về dáng. Nói chung là xe của em thì nó đẹp nét căng rồi. Không một lỗ nhỏ, khoang cốp rất là rộng, súp gầm cao, làm chỗ ngồi. Tha hồ mà chở hàng, chở đồ, đi chơi, đi du lịch. Ở hiện đại, sang chảnh. À, đi sự kiện các thứ là cũng ok hết nhá. Sự kiện các thứ là ok hết. Xuống một chút về phần sắt xi không gầm đi. Đấy, công nghệ thì rất là hiện đại chúng ta rồi đấy. Cốp đóng mở tự động luôn, cốp điện luôn nhá. Đóng mở tự động. Ở đây thì ta quay phần sắt xi không gầm một chút này. Ở đây, không gầm đây. Đấy, không gầm rất là sáng nhá. Để nguyên bản luôn quay cho các bác xem. Thì ở đây các bác nhìn những cái bụi màu theo thời gian, nó chính là cái bụi mà khi mà chúng ta đi qua những cái vũng nước nó bám lên, nó gì nhỉ, rồi những cái bụi mịn nó bám vào đấy, bám chặt vào nhá. Bởi vì khi mà đi tốc độ cao thì cái ma sát nó sinh ra có, nó bám, nó sẽ bám chặt luôn nhá, bám chặt luôn đấy. Xe rất là đẹp, gầm bệ chắc chắn, không mối mọt han gì, không có cái vết hàn cắt ghép nối gì ở dưới cái phần sắt xi không gầm này. Còn chuyển sang bên đây, bắt đầu di chuyển sang cái phần thân bên phụ này. Thì tương tự như vậy, cái phần cánh táp ly đây, cánh táp ly cánh đằng sau bên phụ này các bác nhìn này. Đấy, táp ly cánh đằng sau bên phụ này nhá. Táp ly cánh đằng sau bên phụ đây, chỉ đây, chỉ cánh này. Rồi cho đến những cái phần giằng cửa này. Đấy, giằng cửa đây nhá. Nó cũng còn y nguyên, y nguyên y xì màu sơn luôn. Những phần giằng cửa nó cũng còn y nguyên y xì màu sơn. Phần táp ly đây rất là đẹp này, phần chỉnh này. Đấy. Giờ chúng ta sẽ lên cái phần cánh trước nha. Trước ở đây thì chúng ta sẽ có ghế điện này. Đấy, có ghế điện này. Ở đây thì răng cửa của cánh trước đây. Đấy, răng cửa của cánh trước bên phụ đây. Màu sơn cũng còn y xì nguyên nhá. Tương tự táp ly thì bốn nó cũng đẹp như ba cái cánh vừa rồi em quay. Da rồi phần nhựa zin theo xe nó vẫn còn khá là mới, rất là mới nhá. Vân gai nổi đẹp. Đây. Đấy. Chà, những cái đường chỉ này. Càng đét luôn. Chỉ càng đét và ngon lành càng đào luôn nhá. Sang bên đây. Sang bên đây thì chúng ta sẽ có phần ốc cột này. Ốc cột đây nhá. Đó. Zin đét luôn. Nói chung là cột keo keo chỉnh thì nguyên zin. Vít khóa cửa mới kinh con nhá. Ốc cột zin vít khóa cửa còn mới, con này chạy rất là ít thôi. Con này chạy mới hơn 3 vạn thôi. Nên là cái chất xe của nó vẫn còn giữ rất là đẹp. Chất xe giữ rất là đẹp luôn. Là chạy hơn 3 vạn, hơn 3 vạn, nhưng mà chủ cũ thì cũng chăm sóc xe, chỉ có lau chùi sạch sẽ, không để những cái hàng cồng cành các thứ, không vứt
quang vẫn quật những cái đồ nặng nó lên cái da ghế này. Chứ còn nhiều con chạy đúng là nhìn vô lăng cửa số thì rất là đẹp, chạy cũng ít, nhưng mà do là cái tính chất công việc người ta hay quăng đồ quăng đạc lên trên những cái ghế da ấy, thì nó sẽ bị nhăn bị rách. Tuy nhiên con này thì cũng giữ cẩn thận, cực kỳ là cẩn thận rồi. Rồi vào đây. Và ở đây chúng ta có cái phần khoang động cơ này. Đây nhá, các bác nhìn này, máy là máy của Mitsubishi nhá, máy turbo đây, máy của Mitsubishi, máy turbo. Mọi thứ, mọi chi tiết của nó từ những cái con ốc, con bu lông này cho đến những giác điện cảm biến này. Đấy, mọi thứ nó còn nguyên bản hết, máy số còn nguyên si, nguyên si nguyên bản. Chưa có hiện tượng thay thế sửa chữa hoặc hay là vặn tác động vật lý bên ngoài vào những cái chi tiết ở đây. Mọi thứ còn nguyên si. Nhá, máy số của kèo kèo chỉ nguyên zin. Đây là toàn hơi rung, nó có kèo chỉnh đâu. Để cho các bác xem luôn nào. Máy rất đẹp nhá, máy của Mitsubishi nhá, logo của Mitsubishi này, và máy là máy turbo. Con này thì cái động cơ khung gầm của nó là mua lại của Mitsubishi, Mitsubishi Nhật Bản. Và thì anh em Trung Quốc chỉ thiết kế lại về form dáng thôi, form dáng thiết kế và nội thất rồi những cái đường điện, các thứ là người ta thiết kế thôi. Chứ còn về cái xương rằng, về cái phần cứng của xe, phần xương, phần rằng, phần cơ bản đấy thì là công nghệ Nhật Bản hết. Có thể là của Mitsubishi Nhật Bản nên là xe nó cũng rất là bền và chắc. Ra đây thì chúng ta sẽ có là những con ốc cabo này. Đây thì anh em nhìn này. Đấy, những con ốc cabo đây nhá. Nó còn nguyên zin nhá. Cabo bên phụ này. Rồi ở đây chúng ta sẽ có cabo bên lái này. Đấy, cabo bên phụ và cabo bên lái này. Anh em xem này. Được chưa? Đó. Một con xe nó mang đến cho chúng ta sự tiện nghi hiện đại, nhiều công nghệ. Còn chất của xe thì đảm bảo với anh em là Dũng Audi tuyển chọn xe rất là kỹ lưỡng rồi. Rất là kỹ lưỡng thì về cửa hàng, nên là các bác cứ yên tâm về mặt chất lượng của xe nhá. Các bác cứ yên tâm về mặt chất lượng của xe. Đấy, cái lắp bảo vệ của nó cũng rất là cẩn thận. Ok, và vừa rồi thì em cũng đã review xong cho chúng ta một chiếc xe quá đẹp luôn, quá đẹp, quá hoàn hảo, với nhiều tính năng hoàn hảo, với cái giá thành của chúng ta bỏ ra hơn 300 triệu thôi mà những cái tính năng công nghệ hiện đại nào cũng có, như là cửa hít này, bật lên xuống auto này, cam 360 này, cảm biến quanh xe này, cửa sổ trời toàn cảnh này, đi ga tự động này, cần số điện tử nữa chứ. Một xe hơn 300 triệu chúng ta có cả cần số điện tử để đi rồi. Đấy, đi ga tự động, điều hòa tự động, hai vùng điều hòa độc lập, vân vân. Hệ thống túi khí an toàn cân bằng điện tử. Em này trang bị 6 đến 8 túi khí an toàn cơ. Nhá. Đấy, độ an toàn rất là cao, form dáng thì đẹp, giá tiền có hơn 300. Nếu anh em nào quan tâm, các bác nào quan tâm alo trực tiếp về cho Dũng Audi qua số hotline 0855 966 966, hoặc mọi người có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị phía Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để trực tiếp xem xe, test xe cũng như chạy thử xe để cảm nhận và đánh giá về chất lượng mà chiếc dầu ti của em mang lại cho anh em. Ngoài ra khi các bác về cửa hàng thì nếu các bác nào muốn tìm hiểu thêm về công nghệ, em sẽ hướng dẫn thêm chúng ta, còn rất là nhiều công nghệ mà chúng ta sẽ khám phá khi mà về chạy trực tiếp, ngồi trực tiếp trên con xe này. Đấy, như là hệ thống âm thanh, giải trí, điều khiển như thế nào, vân vân và mây mây. Cuối cùng thì nếu ai chưa đăng ký kênh, chưa nhấn vào quả chuông thì nhớ nhấn vào quả chuông đăng ký kênh, cũng như là follow vào fanpage Facebook, như là follow TikTok cho em nhé, để không bỏ lỡ những video chi tiết của từng chiếc xe một em cập nhật liên tục mỗi ngày cho anh em. Giờ thì xin trân trọng cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại.